Hello các bạn, hiện tại mình đang trèo lên cái cây xoài và đang bạn thấy phía bên kia là cái gì không? Bên đây là tổ ong ruồi các bạn. Mình đã trèo lên tới đây và sát bên luôn, sát bên tổ ong luôn nè. Cái tay mình để tới nè. Wow, to chưa? Đó. Wow. Bữa giờ mình phát hiện bữa giờ cũng cả tuần nữa các bạn. Nó cái nè, tổ ong nó lớn chưa nè. Thấy chưa, đã chưa? Để mình chuyển camera quay lại cho các bạn coi ha, cho nó chỉ lên chút. Đây rồi, chuyển camera rồi các bạn. Đẹp chưa? Và nhìn thấy đẹp chưa? Wow. Nó nằm trên cây xoài nhà mình mà. Cái này chỗ này nó im hay sao nó làm gỗ luôn. Và nhìn cái tổ ong đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Để mình quay cận cảnh nha. Wow. Quá tuyệt vời. Trong tổ ong thì có ong chúa và ong thợ các bạn. Ông chúa thì để duy trì đàn. Con ong chúa này rất quan trọng với cái đàn của nó. Ong chúa nó thu hút đàn để tập trung lại để đem mật về và làm tổ. Không có ong chúa thì đàn nó sẽ bỏ đi các bạn. Chưa. Nè. Hai bên nữa các bạn, bên đây nữa, khó quay quá. Mình đang trèo lấy cây, khó quay quá. Từ đợi mình xíu nha. Ây, bên đây nè. Wow. Mới bắt được cái này đẹp quá. Đây quay bên đây sáng hơn mà. Kia ngược sáng. Wow. Để đưa cái mặt của mình vô cái. Không biết có thấy không ta. Xíu nữa mong chích được rồi. Mong ông rùi này hiền lắm mà không chích. Không chích đâu. Để mình thử lấy cái cây này mình khiều ra coi cho bạn coi mấy trong miếng nha. Bữa nó bay ra hút mình không. Ồ, hơi già rồi bạn. Để mình khiêu cái này thì dần dễ coi ha. Đây, góc này thì dần dễ quay nè, dễ coi nè. Đó, thấy chưa? Và thấy chưa? Đó nè. Ui, bay xuống. Dạ. Bay xuống tính hút mình mà. Thôi chạy. Thôi chào các bạn nha, để mình trèo xuống cái đó. Nó bay ra rồi. Bye bye. Đẹp quá.